Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Đã hơn 2 năm kể từ khi video hướng dẫn cách cài mod của mình được xuất bản, và mình đã nhận rất nhiều phản hồi rằng không cài được mod. Hơn nữa, Zaptap đã cập nhật game lên phiên bản 2.2 làm cho mọi thứ mình chỉ đều trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, mình đã tìm ra một thứ mới đủ sức đánh bay video cài mod menu và bắn tip early của mình Aza Chuồng Gà. Vậy nó là gì? Nó tên là Giok. Nhưng trước tiên mình sẽ hướng dẫn cách cài. Bắt đầu thôi nào. Trước tiên thì bạn sẽ tải phần mềm, mình sẽ để link ở phần mô tả. Ở đây hãy bấm vào Install. Đến đây chúng ta có 3 lựa chọn để tải: Windows, Mac và Android. Đương nhiên ở đây mình chọn Windows. Khi tải xong các bạn hãy chạy chương trình. Đến đây các bạn chấp nhận tất cả nhé. Đến đây thì mình có lưu ý nhỏ. Nếu bạn đã mua game trên Steam thì chương trình sẽ tự động tìm ra. Nhưng với những trường hợp không có game trên Steam như mình chẳng hạn, tại sao thì các bạn tự biết. Thì chúng ta nhấn vào nút bờ giao và tìm thư mục game. Chọn xong các bạn hãy nhấn nút cài đặt. Nếu chương trình chạy xong thì các bạn hãy thoát và bắt đầu mở game. Nếu nó trông như này thì bạn đã thành công. Với điện thoại Android, các bạn hãy nhấn tải về và cài đặt file APK. Một cái lưu ý nữa, chương trình sẽ tìm game nhưng sẽ không cài đặt thẳng vào. Thay vào đó, bạn sẽ phải mở chương trình và chạy nó mỗi lần muốn chơi để có mod. Tức là mod sẽ không xuất hiện khi bạn bấm vào game gốc. Trở lại với hướng dẫn, sẽ mất một lúc để chương trình tải những tệp cần thiết. Xong phần tải xuống thì các bạn chỉ cần nhấn vào chơi thôi. Đến đây bạn xong việc rồi nhé. Vậy tại sao nó có thể đá hai video kia ra chuồng gà? Vì Giok là nền tảng cho phép phát triển và cài đặt mod, để cho dễ hiểu thì nó giống như Fox và Fabergé của Microsoft. Do đó, việc cài mod đã được đơn giản hóa từ việc cài đặt file thủ công xuống vài lần bấm nút. Để kết thúc video thì mình có gợi ý một số mod cho các bạn. Đầu tiên là GD Mega Overlay, đơn giản thì nó là mod menu cho PC. Tiếp theo là Glock, mod giúp bạn chơi multiplayer và thậm chí còn tích hợp sẵn voice chat giúp các bạn sàn lan với anh em. Mod menu cho Android thì ta có cái này, cũng nhiều tính năng không kém. Cuối cùng ta có Better Info, giúp hiển thị thêm thông tin về lượt chơi. Và đó là những gì mình có trong ngày hôm nay. Link DC code mình sẽ để ở phần mô tả. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn.